Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Báo Nói xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 1 của câu chuyện ma Hồn Về Trong Gió, tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Ở làng Vạn Yên, dòng họ ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang tư, hình thành cách đây đã 3 thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện, đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận, giáp ranh phía sau nhà ông, rồi cho san bằng và lập nghĩa địa riêng. Dặn con cháu là khi ông xuôi tay nhắm mắt, thì an táng ấy là miếng đất có long mạch tiềm ẩn. Dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát huy thêm được mấy đời nữa. Khu nghĩa trang ấy nằm trong khu đất trũng, có hàng rào gỗ bao bọc, quanh năm âm u vì lũy tre già rủ xuống bao phủ. Lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông, tàn lá ngăn ngách ánh sáng mặt trời, khiến những ngôi mộ nằm trong đó càng thêm lạnh lẽo, nhất là vào những buổi sáng mờ sương hay những khi chiều tối. Nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai, cho nên 2-3 thế hệ kế tiếp nhau, dòng họ Đào Ngọc cứ xuống dần, thói quen vi dân về làm ruộng. Gọi là xuống, nhưng ruộng đất còn rất nhiều, so với đại đa số dân làng thì họ Đào Ngọc vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi tróc, vinh hoa phú quý hơn đời. Chỉ có điều, ông Phú không phải hải dạ, vì trong thâm tâm, ông mê làm quan. Ông thích chức quyền để được nể sợ, chứ không muốn chỉ là người phú hộ. Tuy giàu mà thiếu cái oai phong, hách dịch, ông bỏ thời gian đi tìm thầy địa lý mãi trên Cao Bằng, đón về để coi khu nghĩa địa sau vườn, và kể rõ câu chuyện ông nội làm quan năm xưa, hy vọng là có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh, tái lập con đường hoàng lộ lại cho ông và con cháu. Nhưng thầy coi xong, thấy đất rồi bảo, vận số của ông chỉ được đến thế thôi, như vậy cũng là đại phúc lắm rồi. Tương lai hung kiết chưa biết thế nào, cần phải thi ân bố đức cho thật nhiều. Nhân đã dạy là tiên tích đức hậu tầm long. Xưa Cao Điền thời Đường, bên Tàu sang cai trị nước ta, xây dựng thành Đại La, dùng phép lạ phong thủy để yểm chấn những nơi có long mạch, hòng làm cho dân Nam mỗi ngày một suy yếu, không vùng lên được. Phép yểm của Cao Điền hiểm hóc lắm, giết đứa con gái 17 tuổi, môi hết ruột trang, nhồi cỏ vào bụng, rồi cho mặc quần áo màu vàng, giả làm thần linh để đánh lừa thần núi Tạng ở nước ta. Phép ấy thì tôi cũng biết, cũng có thể làm được để chuyển số phận cho ông, nhưng xét ra ác độc và tội đức ân lắm. Còn cháu về sau sẽ phát cuồng mà đi xin ăn tha phương cầu thực. Ông Phú nghe xong, thở dài não ruột, chia tay ông thầy địa lý, rồi ông ra phía sau, thắp nhang một lượt. Con mèo đen thoăn thoắt chạy theo. Con mèo này ông nuôi từ khi mới đẻ, lúc nào cũng gắn bó không rời ông. Ông buồn rầu nhìn 20 ngôi mộ xây cùng kích thước, phần lớn lớp xi măng bọc ngoài đã lên rêu xanh mốc. Người lạ đến nhà ông bất chợt ra vườn sau, nhìn thấy những ngôi mộ san sát ấy thường khó tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn bao phủ. Nhưng với cả nhà ông thì đã quá quen mắt từng ngày nên chẳng bao giờ bận tâm đến. Thậm chí có những đêm trăng mờ, lũ con ong còn dám rủ nhau ra, chọn một ngôi mộ bằng phẳng, leo lên ngồi cầu cơ, gọi hồn về để hỏi chuyện tương lai. Thầy địa lý đi rồi, bà Phú ngước mắt nhìn chồng và nhắc lại. Thầy nói đúng lắm đó ông à, mình được như thế này là quý lắm rồi. Phúc đức tại tâm, thầy bảo phải thi ân bố đức, thì cứ nghe lời thầy mà làm. Từ nay giúp được ai, cái gì thì cứ giúp. Ông đừng có đón thầy về nữa, tổn phí mà chẳng có lợi lộc gì. Theo tôi thì cứ ăn ở phải đạo là tốt hơn cả. Ông Phú nhíu mày gắt nhẹ. Bà nói chuyện hay quá, thi ân bố đức thì lúc nào mà tôi chẳng rộng rãi hơn người. Cái dạo vỡ đê Nam Thình, không có tôi bỏ tiền cố lục thì ở cái làng này đã không có đủ đất mà chôn người chết. Bà quên rồi hả? Rồi cái dạo năm Dậu bị hạn hán, củ chuối cũng không có mà ăn, chân làng chết như rạ. Nửa năm trời tôi xuất kho phát chẩn, cứu bao nhiêu người đều không là công đức, đó là gì? Bà Phú dè dặt góp ý. Nói là cổ đáng tội, tiền của ông nội nhà mình đều là... Đều là thế nào? Có phải bà định bảo là tiền của phi nghĩa, bóc lột của người nghèo? Tôi cấm bà mở miệng nhắc đến việc đó, nghe những lời quân bức dại ở ngoài đường. Bà Phú nhẫn nhục phân trần. Sao mà cứ động tí là ông cứ mắng tôi? Tôi là tôi vì ông, vì các con nên mới bàn góp cho ông vài lời, chứ tôi có muốn nói ra làm gì. Tôi chỉ nhắc lại lời thầy địa lý, bảo là mình phải làm phúc. Ông cứu lục rồi ông phát chẩn thì tôi quên làm sao được. Chính tôi cùng với người làm gánh từng gánh cơm ra đê cho người ta ăn, rồi tôi múc cơm, rồi tôi phát giải cho dân nghèo.
Ông tưởng tôi không nhớ sao? Nhưng mà ông à, những việc làm ấy mình làm là vì lúc đó ông định ra tranh cái ghế nghị viên, cần mua cảm tình của thiên hạ, chứ không phải là vì lòng tốt của ông. Mình thì mình lừa được người, chứ mình che mắt thánh thế nào được. Ông Phú tái mặt quát lớn: Bà câm đi, bà vào nhà này bưng bát cơm đầy, kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặt trơn, không nhớ ơn thì thôi, lại còn dở giọng bạc bẽo. Bà Phú sợ quá, vội lủi thủi bỏ vào nhà. Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đằng đẵng sống với chồng, sinh cho chồng 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Quả thật, miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ phải tận tâm. Dù gia cảnh có sa sút đôi chút so với thời trước, nhưng hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng. Bà hiền lành bao nhiêu thì hình như ông Phú là người mang ác tính bẩm sinh. Anh bếp Nhở ở với gia đình bà gần 10 năm. Một hôm ăn cắp mấy đấu gạo mang về cho mẹ già, bị cô con gái bắt gặp tri hô lên. Với bà Phú thì chuyện ấy quá nhỏ nhặt, chẳng có gì phải làm lớn. Bà gọi anh lại và mắng: Này, mày dốt vừa thôi, mày cần gạo sao không bảo tao một tiếng? Lần sau mà còn dở cái thói ăn cắp thì chết với tao. Bà nạt cho có lệ thôi, chứ bà biết Nhở hiền lành, lấy trộm gạo là điều bất đắc dĩ. Nhưng không may cho Nhở là ông Phú ở trên nhà nghe thấy. Ông gọi Nhở lên, phang cho mấy gậy gần què chân rồi đuổi thẳng. Bà Phú xin mãi không được. Ông bảo: Nuôi thứ ấy trong nhà thì thế nào cũng có ngày nó làm nổi ứng dắt cướp vào. Đuổi nó đi, cẳng tất vô ái nái. Bà Phú dúi ít tiền vào tay Nhở, bảo Nhở mang về cho mẹ già và dặn hễ khi nào túng quẫn quá, không biết trông vào đâu thì tìm cách gặp riêng bà sẽ giúp đỡ. Những việc nhân đức bà làm, ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời sinh, bà còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho chồng, trả cái nợ cho những hành vi bất chính và nhẫn tâm của ông Phú. Bà không phải là người sùng đạo của bất cứ tôn giáo nào, nhưng bà tin một cách đơn giản rằng làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì ắt có ngày gặp bão. Trước đó, ông Phú có mối thù với ông Kháng Lạc chỉ vì tranh nhau mua lại mấy sào ruộng chim ở đầu làng. Việc chưa ngã ngủ, ông Phú cho người nhà nửa đêm lẻn đến nhà ông Lạc, tra lưỡi tre bên hông, giấu mấy chai rượu lậu và đồ nghề gần bờ ao, rồi báo tay đoan về bắt. Quả nhiên cái Tết năm ấy, ông Lạc đi tù với đầy đủ tang vật. Cái nồi đồng 30 lưng chửng bá rượu, thúng gạo nếp đã vo sẵn, cái trỏ và 2 cái bong bóng trâu, toàn những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu. Bà Phú biết việc này nhưng không dám lên tiếng trách chồng, chỉ thở dài vì thấy chồng làm những việc quá thất đức. Bà lo cho đàn con mai sau phải gánh chịu hậu quả, bởi bà vốn tin vào luật vay trả, vào thuyết quả báo. Con cái nhờ đức cha, bà thường nghe nói thế nên bà rất sợ cho 2 cô con gái của mình. 4 đứa con của bà, Long đã có vợ 2 con cũng ở ngay trong làng, Kim mới lấy chồng chưa có con, ở làng khác nhưng cùng tổng, cách một cánh đồng ngô. Còn con gái thứ 3 là Nhàn và cậu Út Hoành đang ở chung với bố mẹ. Gia đình như thế thì kể cũng là ít người, bởi căn nhà cổ kính truyền đã 3 đời của ông Phú thuộc loại đồ sộ, tường xây mái ngói, cột gỗ lim trông oai phong và vĩ đại lắm. Một cơ ngơi rộng rãi như vậy mà chỉ có 2 vợ chồng, 2 đứa con, thêm chị người làm và con mèo là hết. Chị người làm ở với ông bà Phú đã 20 năm, còn con mèo đen thì ông Phú nuôi từ khi mới đẻ cho đến nay đã lớn lắm rồi. Người ta cứ gọi nó là con cò con. Con mèo gắn bó với ông Phú, đi đâu nó cũng theo đấy, thậm chí ban đêm nó cũng chui vào buồng ngủ với ông, ít khi thèm đi rình bắt chuột. Làng Vạn Yên phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau càng làm nổi bật căn nhà đồ sộ của ông Phú truyền từ đời ông nội để lại. Nhà dựng trên nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính với những cây cột gỗ lim đỏ thẫm càng làm tăng thêm vẻ đẹp nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ mỗi khi người làng khúm núm đến vay nợ. Nghề cho vay lãi cắt cổ giúp cho ông Phú đã giàu thêm. Bà Phú vẫn thường giấu chồng giảm tiền lời hoặc trọng lượng xí xóa mỗi khi con nợ gặp phải túng bấn không trả nổi. Riêng ông thì một xu cũng không bỏ qua. Trong cái cơ ngơi khoảnh khắc ấy, gia đình ông Đào Ngọc Phú rất thanh thản. Chẳng những vì của cải dư thừa mà vì các con đều ngoan ngoãn. Riêng bà Phú lại cảm thấy hạnh phúc vì Long đã cho bà 2 đứa cháu nội kháu khỉnh. Còn Kim thì chưa có con nhưng lấy được chồng hiền,
Và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu, chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Vạn Yên. Bà tin rằng đó là do cái phúc mà bà đã tạo ra qua những việc làm từ thiện. Nhưng chồng bà thì khác, mỗi khi nghe vợ khen bên thông gia đối xử tử tế với con gái ông đều vênh mặt hiu hiu tự đắc. Họ sợ cái uy thế của tôi, chứ tử tế cái gì, bố bảo chúng nó chẳng dám động đến cái kim nhà này. Bà Phú nén tiếng thở dài, cố đè nổi bực mình để khỏi cãi lại. Cuộc sống đang bình thường như dòng nước êm trôi. Chỉ một buổi sáng tinh mơ, cả nhà chưa ai thức giấc, gà trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất. Bỗng con mèo đen đang nằm thiêu thiêu trên cái gói bên cạnh giường ông bà Phú chồm lên lao vọt qua cửa sổ và kêu thét liên hồi. Cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con mèo chạy vùng vụt trên mái ngói, vụt phóng xuống sân, gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Mèo cắn nhau, kêu lên là chuyện bình thường, nhưng bỗng ông bà Phú nghe gõ cửa. Bà Phú giật mình ngồi nhổm dậy, quay đầu ngó qua khe cửa sổ. Thấy trời còn tối lắm, tưởng chồng chưa thức, bà rón rén bước xuống. Không muốn làm mất giấc ngủ của chồng, bà vừa vấn tóc, vừa cằn nhằn nho nhỏ. Đứa nào mà gõ cửa giờ này thế không biết. Nhưng ông Phú cũng đã dậy từ lúc con mèo lao ra cửa sổ. Ông định nhân tiện đi tiểu nên bảo vợ: "Bà cứ nằm đây, để tôi xem đứa nào mà dám đánh thức tôi với bà giờ này." Trong thâm tâm, cả hai ông bà yên chí là chị Thuần, người giúp việc lâu năm của gia đình này, hàng đêm ngủ dưới bếp, sáng nay bẩm báo việc gì gấp, hay một trong hai đứa con buồn bên kia có chuyện phải gặp bố mẹ. Ông xỏ gót đứng dậy tiến ra tháo then chốt cửa. Trời mờ tối, lại dày đặc sương mù. Ông mở to cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên, thấy một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo, trông không rõ mặt. Con bé chìa tay xin: Ông làm ơn cho con nắm cơm, con đói quá." Đứa bé đứng ngay trước mặt ông, cách có mấy bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá, như từ chốn thâm thẳm nào vọng về. Ông bực mình, quát lớn theo thói quen hống hách của mình: "Con cái nhà ai mà đi ăn xin nửa đêm thế này? Xéo ngay, làm mất giấc ngủ của ông. Ông lại vả cho mấy cái bây giờ?" Mặc cho phản ứng dữ tợn của ông, đứa bé vẫn đứng im ngước nhìn ông như thoát tục. Mặt nó trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn ông đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau, ông đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm ông lẩy bẩy run sợ. Đứa bé lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn: Con đói quá, xin ông làm phúc cho con bắt cơm." Ông Phú đứng á khẩu tại chỗ, mồm há ra, mắt tự nhiên lạc thần. Vừa lúc ấy có giọng nói đàn bà từ cổng đưa vào: "Con ơi, về con ơi, về với mẹ con ơi." Ông Phú kinh hãi nhìn ra cửa, thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng toát, đứng tuốt ở cuối sân, sát cái cổng nhà, đang giơ tay vẫy vẫy. Khoảng cách khá xa, lại mập màng trong sương đục. Ông không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai, nổi bật trên nền áo trắng. Ông còn đang ngơ ngác, mất thần, thì con mèo đen từ đâu lao vụt xuống, bên ông kêu thét lên. Đôi mắt nó long lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, muốn lao lại vồ đứa bé. Hai chân với móng sắc dài, nó cào liên tiếp trên nền gạch. Ông Phú nghe rõ tim mình thình thịch như sắp vỡ trong lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy đứa bé đâu nữa. Ông ngước nhìn ra xa thì hai cái bóng trắng đã đi mất tuốt, đang dắt tay nhau bước ra khỏi khu nhà ông và mất hút ở cuối tre. Cả lúc sau, ông mới định thần, chập choạng bước lui vào nhà, miệng ú ớ kêu: Bà ơi, bà ra đây ngay bà ơi." Ông lùi hẳn vào bên trong, đóng ập cửa lại. Bà Phú từ trên giường bước xuống ngạc nhiên: "Ủa, cái Thuần nó cần cái gì mà gọi sớm thế ông?" Ông Phú run rẩy, ngồi giường lắc đầu lia lịa. Một lúc sau ông mới lấy lại chút bình tĩnh bảo: Không phải cái Thuần." Chứ không phải cái Thuần thì đứa nào gõ cửa sớm thế, con Nhàn hay là thằng Hoành?" Ông Phú nắm chặt bàn tay vợ, còn bàn tay ông thì lạnh toát như nước đá.
Ông thở hổn hển bảo vợ: Bà ra xem nó có còn ở ngoài ấy không. Bà Phú không hiểu gì, chỉ biết từ ngày về với ông, hiếm khi thấy ông như thế này. Bà lại hỏi: Đứa nào mới được chứ? Đứa bé con. Bà Phú càng ngạc nhiên: Đứa bé con nào? Nhà này làm gì có trẻ con? Không, không biết con ai, nhưng mà nó đi xin ăn. Khổ thân, ăn xin mày vào giờ này. Nhà này thiếu gì cơm nguội, sao ông không cho nó một bát? Thôi được rồi, để tôi xuống bếp, tôi bảo cái Thuần nó lấy cho nó vậy. Dứt lời, bà nhanh ra cửa, bởi vì bà vốn có lòng từ tâm. Ông Phú nói với theo: Ừ, bà ra xem coi có còn ngoài đó không. Rồi ông ngồi trố mắt nhìn theo, hồi hộp chờ đợi. Mở cửa, con mèo đen lao vụt vào, nhảy lên cái ghế thường của nó. Đêm tối, đôi mắt nó nhìn đăm đăm như hai ngọn lửa lóe sáng, có pha chút xíu màu đỏ. Bà Phú bước hẳn ra thềm, đứng nhìn quanh khắp sân và hai bên hiên, nhưng không thấy đứa bé nào cả. Bà nhướng mắt, cố phóng tầm nhìn ra phía cổng vì sương sớm dày đặc quá. Bà đứng trên thềm, quay đầu nói vọng vào: Có cái đứa nào đâu, già trẻ lớn bé, chả có thấy đứa nào hết. Ông chỉ trông gà hóa cút, chứ có ăn mày nào mà dám vào nhà mình giờ này. Ông Phú lo lắng nói vọng ra: Không có ai thì bà vào đi, bà vào rồi khép cửa lại. Bà Phú làm theo lời chồng, trở vào giường nằm. Nhưng ông Phú bảo bà thắp cho ông ngọn đèn vặn lớn, đặt trên cái bàn giữa, rồi vào nằm bên ông. Bà thấy rõ toàn thân ông Phú vẫn còn rung lên bần bật từng cơn. Ông kéo tấm chăn mỏng phủ lên tới cổ và mắt trừng trừng ngó lên trần. Bà Phú lấy làm lạ là tự dưng ông Phú chống bà, đòi thắp cái đèn. Bình thường khi đi ngủ, ông không chịu được ánh sáng dù chỉ một ngọn đèn leo lét dựng trên bàn thờ. Ông cũng bắt che lại, đừng để lọt vào mắt ông. Có đèn ông không ngủ được, ông thường lặp đi lặp lại như thế. Bà Phú xoay về phía ông, đưa một tay đặt lên trán, lần xuống cánh tay và bàn tay của ông, thấy chỗ nào cũng lạnh toát. Bà lo lắng hỏi: Sao mà lạnh hết lên thế này, trời mùa hè mà sao lại lạnh rét như thế? Bà nghe thấy rõ hai hàm răng ông đập vào nhau lách cách như đi ngoài trời mùa đông, gặp gió bất thoải mạnh. Bà đăm chiêu hỏi: Ông ơi, ông thấy trong người thế nào? Hay là lúc nãy ông mở cửa ra thì gặp luồng gió độc? Thôi cứ nằm im đấy đi, tôi đi lấy dầu, tôi hơi cho, tôi đánh gió cho ông nhé. Ông Phú lắc đầu, cố nói giọng điềm tĩnh hơn: Có cái gì đâu, nhưng bà nhớ là cả bà và tôi cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, có phải không? Đúng mà, tôi còn nghe thấy trước ông nữa kìa, tiếng con mèo nhà mình nó kêu trước, rồi tiếng đập cửa sau. Ông Phú chậm rãi: Ừ, bà làm chứng đấy nhé, rõ ràng là có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy có đứa bé con đứng ở ngoài sân, chìa tay xin cơm. Da nó trắng xanh như con nhà giàu, mà lại đi ăn xin vào giờ này. Thế có lạ không? Tôi đuổi nó đi, thì nó cứ đứng im nhìn tôi. Rồi tôi bỗng nhiên lạnh buốt. Tháng này làm gì có gió lạnh? Ông đang nói dở câu, thì bỗng con mèo lại tru lên và lao xuống đất. Lần này nó không phóng qua cửa sổ, mà chồm lên, cào mạnh trên cánh cửa ra vào. Nhè răng gầm gừ liên tục. Ông Phú đang nói, quay mặt lại, nắm chặt cánh tay vợ, trố mắt nhìn theo con mèo. Vài giây sau, quả nhiên có tiếng gõ cửa. Ông Phú toan hét lên vì kinh sợ. Nhưng ông nằm bất động, níu cánh tay vợ thật chặt. Tiếng gõ càng thôi thúc, khiến con mèo chồm lên cào cánh cửa. Tiếng gầm rừ càng thảm thiết hơn. Ông run lập cập bảo bà: Nó đấy bà, nó chưa đi đâu. Bà Phú gỡ tay chồng ra và bảo: Ra cho nó bắt cơm để nó đi. Rõ lẩn thẩn, đêm hôm khuya khoắt thế này, nó vào đây xin bắt cơm, chả lẽ đuổi nó đi. Thôi được rồi, ông cứ nằm im đó đi, tôi xuống bếp lấy cơm cho nó. Bà tuột nhanh xuống giường, xỏ guốc đi ra. Ông Phú ngồi bật lên, trố mắt nhìn theo chờ đợi. Bà Phú vừa tháo then ngang, vừa nói lớn: Đứa nào đập cửa đấy, từ từ rồi tao mở, làm cái gì mà inh ỏi lên thế? Rồi bà mở rộng cánh cửa gỗ, con mèo liền đi ra, nhưng chỉ vài giây sau bước vào, nhẹ nhàng nằm khoan thai bên ông Phú. Bà Phú bước ra thềm, ngạc nhiên chẳng thấy ai. Bà đứng trên hiên, nhìn ra phía cổng, cũng chẳng thấy bóng người nào. Bà bực mình hỏi lớn: Đứa nào đập cửa nhà bà đấy? Không ai đáp lại. Bà buộc miệng nói:
Lạ nhỉ, rõ ràng là vừa đập cơ mà, biến đi đâu mà nhanh thật á. Này này, con cái nhà ai mà nghịch như quỷ thế hả? Bà mà tấm được là mày chết với bà. Bà đứng thêm một lúc rồi vén mùng quay vào nằm bên chồng. Ông Phú hồi hộp hỏi: Bà có thấy đứa bé không? Có thấy gì đâu. Nhưng mà rõ ràng cả hai lần nó gõ cửa bà đều nghe thấy chứ đâu có phải tôi ngủ mê. Lần trước tôi ra là nó đứng ngay trước mặt tôi, bận này bà lại không thấy, thế này là thế nào? Cả hai cùng im lặng vì cả hai không tìm được câu trả lời. Một hồi ông Phú hạ giọng nói như tự hỏi: Chả biết là người hay là ma. Bà Phú đáp ngay: Ma với quỷ cái gì, chắc đứa nào nó trêu mình. Tuy bà nói thế nhưng lòng bà bắt đầu thắc mắc, vì bà biết làm gì có đứa nào dám trêu chọc bà giữa khuya khoắt như thế này. Ban ngày còn chả dám, huống chi là ban đêm. Đắn đo một chút, bà hỏi: Mà này ông, thế ông thấy đứa bé thật à? Ông có chắc không đấy? Ông Phú gắt nhẹ: Bà ơi, tôi ngần này tuổi, cả đời có biết ma là cái gì đâu. Nhưng mà hôm nay tôi thấy lạ lắm. Bà Phú ngắt lời: Tôi thì tôi chỉ sợ ông ngáy ngủ, mắt nơm không rõ thôi. Chứ ông nghĩ mà xem, ăn xin gì, chả ai ăn xin vào lúc giữa đêm như thế này. Huống hồ là trẻ con, giờ này ngủ say như chết, lai không dậy nổi chứ đừng nói là giờ này lang thang ngoài đường. Ông Phú càng kinh sợ, qua những lời vợ ông vừa nói thì rõ ràng là ma chứ không phải là người. Bà Phú nhổm dậy, bước nhanh xuống giường. Ông Phú hốt hoảng hỏi: Bà đi đâu đấy? Bà Phú vừa xỏ gút vừa đáp: Tôi đi gọi cái Thuần. Bà mạnh dạn bước ra tháo then cửa, khe khẽ hé mở. Tiếng bản lề để lâu ngày rỉ sét kêu lên càng kẹt. Bà mở to mắt nhìn ra xa, dĩ nhiên không thấy ai. Sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối. Bà bước hẳn ra, đứng lại một đúc trong thềm, không thấy động tĩnh gì. Bà mới đi nhanh xuống bếp và gọi: Thuần ơi. Chị người làm nằm trên cái giường kê sát cửa bếp, ngồi dậy vấn tóc và đáp: Dạ, bà gọi con, có việc gì sớm thế ạ? À? Bà Phú ngồi xuống bên cạnh và hỏi: Này, tối ngày hôm qua mày quên đóng cửa phải không? Chị Thuần quả quyết: Ấy chết, sao bà nói thế ạ? À? Con đóng cổng cài then cẩn thận lắm, quên làm sao được. Có cô Nhàn làm chứng, lúc đó cô con vừa tắm ở dưới ao lên, đi ra cổng cùng với con. Bà không tin thì bà hỏi cô là biết ngay ấy. Bà Phú ngồi thừ người im lặng. Chị người làm sốt ruột hỏi thêm: Có cái gì thế bà? Có chuyện gì thế? Trộm vào nhà mình hả bà? Hay là có chuyện gì không? Bà làm con lo quá. Bà Phú không muốn để chị người làm kinh hãi, sợ chị sẽ kể với hai đứa con, cho nên bà đứng dậy và bảo: Không, tao chỉ hỏi thế thôi. Rồi bà bước ra sân, vừa đi vừa nhìn xung quanh một lần nữa. Ông Phú vẫn nằm nhắm mắt trên giường, nghe tiếng chân vợ vội lên tiếng: Bà kể với cái Thuần ấy à? Không, tôi chỉ hỏi là tối qua nó có đóng cổng hay không. Rồi nó bảo sao? Nó quả quyết là nó có đóng, có cả cái Nhàn đã cùng đóng cổng với nó. Dứt lời, bà vén mùng chui vào, ngã người nằm xuống và nói bâng quơ: Lạ thật đấy, tôi thì tôi vẫn cứ cho là ông quán gà, chứ làm gì có đứa bé nào. Ông Phú bình tĩnh trở lại, ông gắt nhẹ: Ừ thì cứ cho là tôi nhìn lầm đi, nhưng cả hai lần nó gõ cửa bà đều nghe thấy, chứ nào phải riêng tôi. Bà hỏi ai là người gõ chứ? Đây nhé, vừa nghe tiếng gõ cửa bà chạy ra ngay lập tức mà không thấy ai. Tôi hỏi bà cái sân nhà mình nó trống hốc ấy, giả như mà có đứa nào cố ý trêu tôi với bà thì nó núp vào đâu? Nó vừa gõ cửa bà ra ngay cơ mà. Người mà chạy nhanh đến thế hay sao? Bà thử nghĩ xem. Nghe những lời phân tích ấy, bà cho là chồng hoàn toàn có lý, buộc miệng nói theo: Cũng đúng, sân nhà mình thì làm gì có chỗ núp. Ông Phú càng tin là mình đã gặp ma. Rồi từ đó hai người im lặng nằm bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mãi cho đến khi gà trong xóm rộn rã gái khắp lượt, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất chạy ngang trước nhà, ông Phú mới mỏi mệt ngồi dậy, rồi ra thềm đứng nhìn khoảng sân gạch đang sáng dần trong ánh bình minh. Vừa rồi là phần 1 của câu chuyện ma Hồn Về Trong Gió. Để biết tiếp câu chuyện diễn ra như thế nào, quý vị và các bạn hãy đón xem phần 2 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!